Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay cũng có tin tức đáng chú ý sau đây. Chơi một trận tuyệt không hối hận Việt Nam rời giải trong sự hối tiếc đớn đau. Giá như chúng ta làm tốt hơn trước Indo, trước Campuchia, giá như huấn luyện viên Paul Hang Seo không sai lầm ở trận lượt đi và cả hiệp 2 trận lượt về nữa. Trận đấu lượt về chứng kiến khá nhiều sự thay đổi của thầy Park với Việt Nam so với trận thua 0-2 trước Thái Lan trước đó. Trong số 5 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ra sân trong đội hình xuất phát ở trận lượt đi, trận này chỉ còn mình Hồng Duy được ông tin tưởng tung ra sân ngay từ phút đầu tiên. Với việc Duy Mạnh dính chân thương khá nặng, Tiến Dũng trở lại vị trí trung vệ, nhưng đó không phải sự thay đổi quan trọng nhất. Sự khác biệt rõ rệt đến từ hai sự thay đổi quan trọng nhất của thầy Park trong trận rửa hận trước Thái Lan. Tấn tài chơi hậu vệ biên phải thay Văn Thanh, Đức Trinh thay Công Phượng đá tiền đạo. Sức sống mới của Việt Nam đến từ đó. 20 phút đầu trận, bóng hầu như chỉ lan trên phần sân Thái Lan với những tinh thần thi đấu đúng nghĩa, những chiến binh của các cầu thủ hàng công Việt Nam. Nhìn cách tấn tài, quang hải, hoàng đức, khoan và biên trái đối thủ, nơi siêu sao Thirathon Bumathan chấn giữ, khiến khung thành Thái Lan trao đảo. Người ta tự hỏi tấn tài không được dùng ở những trận trước, sao thầy Park không dùng những bài đánh biên để hạ Indo, thêm vào bàn thắng vào lưới Campuchia đi. Nhìn Đức Trinh xông xáo đầy nhiệt huyết, cực kỳ sung sức, khiến các hậu vệ đối phương mướt mồ hôi theo kèm. Người ta tự hỏi lý gì khiến ông thầy người Hàn lại giấu anh kỹ vậy. 20 phút đầu trận, siêu sao Genetip Song Krasin lui về tận sát vòng 16m50 của đội nhà theo kèm Quang Hải. 20 phút đầu tiên, mồ hôi ướt đẫm người cầu thủ tấn công. Nhưng trong mắt họ ánh lên sự quyết tâm sắt đá. 20 phút đầu trận, trên môi Quang Hải là nụ cười quen thuộc. Người ta hỏi rằng nếu thầy Park không chọn cách nhập cuộc xa lầm ở trận trước, Việt Nam dễ bị dẫn trước hay không? Ai mới là người phải khiếp sợ ở trận này? Người ta nói nhiều về sự ăn ý của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Xong trận này chỉ với mình Hồng Duy xuất hiện trên sân, Việt Nam chơi cực kỳ gắn kết, bay bổng. Họ dường như quên hẳn mình đang phải giải bài toán khó mà trận lượt đi để lại. Thay vào đó là chơi bóng với niềm vui, với tràn ngập cảm hứng. Hiệp đầu tiên, Việt Nam chiếm lợi thế hoàn toàn, áp đảo hoàn toàn. Xong đối diện với Quang Hải và đồng đội, một Thái Lan không phải dạng vừa. Họ đang nghễu nghện đâu đấy trên đỉnh Đông Nam Á. Cầu thủ Thái Lan dù thất thế nhưng không hề nao núng, thay vào đó họ bình tĩnh hóa giải các đường tấn công của Việt Nam bằng những cú thoát pressing đầy kỹ thuật cùng những đường truyền nhỏ đầy ăn ý. Đó chính là lý do phù hợp trẻ áp đảo. Song tỷ lệ cầm bóng của các cầu thủ Việt Nam kém hơn đối thủ 41,7%, tỷ lệ truyền bóng của học trò ông Park kém hơn 61,1% so với 74,6% của đối phương. Từng trường hiệp đấu đầu tiên kết thúc bằng pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc của tuyển Việt Nam khi Quang Hải tung ra cú rút chân trái ở cự ly chỉ hơn 16 m chính diện khung thành đối phương từ đường truyền ra cực đẹp của Hồng Duy, xong đưa bóng vò xà. Một phút sau đến lượt Thirathon than thử tài nguyên mạnh bằng cú ra chân sấm sét khiến Việt Nam trổ tài cứu thua trong găng tấc. Trận lượt về với người Thái, thầy Park đã nói rằng ông sẽ cho học trò chơi một trận không hối hận. Quả thật hiệp đấu đầu tiên là hiệp đấu không hối hận của Việt Nam với tinh thần và khí phách lâu lắm rồi người ta mới thấy ở các học trò của ông thầy người Hàn. Công bằng mà nói, dù Việt Nam có bị Thái Lan giật tấm vé và chung kết, thì nó cũng không nói lên quá nhiều về sự tranh lệch, kể cả phong độ, bởi cuộc đối đầu này cho thấy hai đội xứng đáng là những đội bóng có vị thế tuyệt đối của Đông Nam Á, hơn thua đến từ những tình huống sai lầm mà thôi, và Việt Nam thì đã sai rồi. Ở trận lượt đi, đó là cú trượt chân đầy khó hiểu của Hồng Duy, cũng như pha phòng ngự bỏ sổng trên a thiếp của Quế Ngọc Hải. Đầu hiệp 2, Việt Nam suýt nữa dính phải một tình huống như vậy, Nguyên Mạnh tính xa điểm rơi để đang đa rảnh chân tung cú dứt điểm. May mắn là tiền đạo Thái Lan sút trượt bóng. Ngay sau pha bóng đó, huấn luyện viên Park tung văn toàn vào sân, hòng tất tay với người Thái. Trước đó ngay đầu hiệp, Câu Phượng được vào sân thấy đức trinh. Dấu ấn của hai tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai được đưa vào sân ở những phút đầu là không nhiều, với chủ yếu là những pha phạm lỗi về đối phương. Sự thay đổi phần nào giúp cho các cầu thủ Thái Lan lấy lại thế trận sau hiệp đấu bị hành hạ bởi hàng công của Việt Nam. Nhịp độ trận đấu chậm lại, lối chơi pressing của Việt Nam dần thiếu đi tốc độ. Thay vào những pha tấn công, nhanh, đánh vào cánh và sử dụng bóng sệt, học trò của ông Park dần trở lại hình thù của mình ở trận đấu vòng bảng với những đường truyền bổng vô thưởng vô phạt treo vào tận vòng 16m50 của đối phương. Trong khi ấy, Thái Lan có không ít những pha tấn công xuống cánh phải, buộc cầu thủ Việt Nam liên tục phạm lỗi. Giá như Việt Nam thi đấu với đội hình tinh thần như hiệp đấu đầu tiên, học trò của ông Park Hang-seo đã làm gỏi Indo, đội bóng đang chờ Thái Lan ở trận chung kết, hoàn toàn có thể có chiến thắng đậm đà trước Campuchia để không phải đối đầu với Thái Lan ở bán kết. Trận đấu càng trôi về những phút cuối, sự bất lực của các cầu thủ Việt Nam lộ rõ với lối chơi lối mòn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đối lập hoàn toàn hiệp 1 rực lửa có mặt Đức Trinh, đó là sự tiếc nuối ngập tràn. Phút 69 thêm một cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được vào sân. Tuấn Anh vào sân nâng số cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai lên 4. 13 phút sau, thầy Park quyết định rút Tuấn Anh để tung Xuân Mạnh vào sân. Sau hiệp đấu đầu tiên không hối hận, rốt cuộc AF Cup 2020 kết thúc ngập tràn sự tiếc nuối với Việt Nam. Thua trận, bị loại không phải là điều đau đớn. Đau đớn nhất, đó là sự tiếc nuối đến từ chính người cổ động viên Việt Nam, đặt sự kỳ vọng nhiều nhất. Tỷ số chung cuộc, chúng ta thua Thái Lan 0-2 sau 2 trận bán kết. Đội hình thi đấu của chúng ta, Nguyên Mạnh, Tiến Dũng, Hải Quế, Thành Trung, Hồ Tấn Tài, Văn Xuân thay người phút 82, Quang Hải, Hoàng Đức, Nguyễn Phong Hồng Duy, Văn Toàn thay người phút 54, Văn Đức, Tuấn Anh thay người phút 69, Xuân Mạnh phút 82, Tiến Linh, Đức Trinh, Công Phượng và Dân thay người phút 46. Đội hình của Thái Lan: Buprom, Beer, Manubir, Kristadakaman, Thiratham Bumathan, Yoyen, Puangchan, Chanathip Songkrasin, Terasin Dangda, vì sao trọng tài không cho Việt Nam hưởng phạt đền? Vâng, tình huống đáng chú ý hiệp 1 pha va chạm giữa thủ môn Chatchai Proprum và tiền đạo Đức Trinh trong vòng cấm. Không thổi phạt thủ môn Thái Lan trong pha bóng này, hai cầu thủ đều chạm bóng nên trọng tài chỉ cho Việt Nam hưởng phạt góc. Đó là tình huống bình thường cho vòng cấm địa. Trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Dương Văn Hiền nói. Đức Trinh đã băng vào vòng 16m50 sau cú trao khe của Văn Đức. Thủ môn Chatchai đọc được tình huống này nên lao ra kịp thời. Cả hai đều lao đến với tốc độ cao và đều chạm được bóng pha chiếu chậm cho thấy điều này Ông Hiền cho rằng trọng tài người Jordani đang điều hành tốt trận đấu Ibrahim kiểm soát được các tình huống trên sân Tôi chưa thấy trận đấu có pha bóng nào gây khó cho trọng tài Vị này nhận định Trước đó, Đức Trinh có tình huống rơi vào bẫy việt vị, vị khá nhạy cảm Trợ lý trọng tài phất cờ việt vị, vị Pha chiếu chậm cho thấy quyết định của trọng tài có cơ sở Việt Nam dồn ép Thái Lan tạo nên nhịp độ tấn công cao Tốc độ trận đấu diễn ra nhanh Buộc tổ trọng tài làm việc hết công suất Hai hiệp một trọng tài người Jordani chưa có quyết định nào gây tranh cãi. Ông Ahmad Ibrahim là người từng thổi trận Lào gặp Việt Nam trong vòng bảng. Sau trận đấu này, Việt Nam giành chiến thắng 2 0 Đây là trận thứ hai trọng tài 36 tuổi điều khiển có tuyển Việt Nam. Danh tính trọng tài trận đấu giữa Việt Nam với Thái Lan rất được quan tâm. Ban tổ chức không công bố trước tổ trọng tài mà chỉ đưa vào thời điểm 90 phút trước khi bóng lăn. Bình luận viên Quang Huy từ Việt Nam sẽ dồn sức khai thác trung vệ Thái Lan. Vâng, bình luận viên Quang Huy đã chỉ ra điểm yếu của Thái Lan và hy vọng rằng là Bình luận viên Quang Huy đã chỉ ra điểm yếu của Thái Lan và hy vọng Tiến Linh cùng đồng đội có thể khai thác trận bán kết lượt về tối ngày hôm nay. Việt Nam xuất phát đội hình có nhiều sự thay đổi so với trận lượt đi. Tiến Dũng đã thay vị trí của Duy Mạnh. Đây là sự thay đổi bất đắc dĩ. Tuần Anh không đá chính, Đức Trinh được chơi ngay từ đầu, Văn Thanh ngồi ngoài nhường chỗ cho Tấn Tài. Đây là đội hình thiên về tấn công và không khó lý giải cho quyết định nhân sự của Thầy Park. Đây là sơ đồ mạo hiểm nhưng huấn luyện viên Park không có lựa chọn nào. Ông sắp xếp như vậy chắc chắn là muốn đội bóng chơi tổng tấn công. Tôi muốn Việt Nam chơi chắc chắn trước khi bung sức tấn công. Tuy nhiên ông Park muốn gây áp lực ngay từ đầu trong thế bị dẫn trước hai bàn. Thái Lan có điểm yếu ở vị trí trung vệ, họ kèm người không tốt. Với cách sắp xếp con người của thầy Park, rất có thể hàng công Việt Nam dồn sức khai thác điểm yếu này của đối thủ. Tôi hy vọng Việt Nam có bàn thắng sớm để tạo đà tâm lý. Chúng ta phải chơi tấn công và hy vọng vẫn còn. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thì đánh giá đội hình xuất phát của Việt Nam có sức tấn công. Điểm nhấn là Đức Trinh được đá chính, cậu ấy xứng đáng sau khi thể hiện tốt ở những lần vào sân trước. Trận lượt đi, Đức Trinh chơi sông sáo khi được vào sân. Tình huống đáng chú ý, cậu ấy cướp bóng ở sát đường biên ngang, rồi truyền về để Quang Hải dứt điểm đập xà. Việt Tây Park sắp xếp đội hình nghiêng hoàn toàn về tấn công là hợp lý. Cựu huấn luyện viên trưởng từ Việt Nam dự đoán Việt Nam dồn lên tấn công ngay khi trận bắt đầu. Chúng ta phải gây áp lực ngay từ đầu và ghi bàn thắng càng sớm càng tốt cặp trung vệ Thái Lan xoay sở khá chậm và kèm người không linh hoạt. Từ Linh Đức Trinh nên đâm trực diện hàng thủ đối phương để tìm ra cơ hội. Nhưng rất tiếc, 90 phút ngày hôm nay không có tỷ số nào được ghi cho cả hai bên. Trung Quốc, Việt Nam nhận tỷ số thua 0-2 trước Thái Lan. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.